giờ đi chợ mọi người ơi. Đây bạn mới đưa tay với chào nè, chào lại đi. Mình rất to lắm, này đậu này còn sống bây giờ em rang. Đi vậy nè, đi thẳng đường lên, dầm lên. Cây cả nhà xem á.
rồi em mua nè, không đủ 6 lòng chín chín là, nhưng mà không ngon, ăn không có ngon, cái mùi không được giống mùi không. Măng cầu này là các bạn, nó rất là mắc, nó tới 6, gần 7 đồng một bao các bạn, nhưng mà nó ăn không ngon. Cái mùi nó là măng cầu, nó giống chiếc, nó là... Nghe mùi giống cầu rồi. Nó không có ngon. Để qua anh lấy xe. Qua ăn rồi. Chị mua này đi. Dạ. Mua đi. Chị bên này nữa. Em ở nhà em có mua rồi. Cũng vừa thôi. Mua rồi. Riêng 4.88 một bao các bạn. Như điều mua cái này là hên xui thôi nha. Có nhiều khi về là lạc bèo luôn á. Thì thấy cái nào cũng ngon nên như điều hên xui à. Chắc thôi Khaly à. Mới ăn rồi. Đồ đũa để ăn chay nha các bạn. Đồ đũa sao không phải là mình muốn ăn thì ăn, không biết chứ là phải ăn chay. Em lấy cái bịch gì đó. Về làm mà để dành ăn nguyên tuần. Cái 4 cái hình như là
Cái này chân. Còn đây là để em mua ở nhà. Cũng còn nhưng mà để em to lắm.
đồng chính chính một thau các bạn. Cái này là đông hoa long long bỉ nhưng mà cái này nếu con một lần tại vì á mình hoa được chai nó mỗi cái chút nó nhiều á, nhiều thứ nên nó xào cũng được, đâu phải kho hết đâu, muốn xào muốn kho. Không chai thì khi ngó sen ở đây cũng có nè, cái cọng ngó sen nè. Chọn nó cái là nó thụt vô nè, hồi nãy đụng nó bò vô nè, đó này là ốc tai nè, không biết bao nhiêu một phao, 15 đồng của 15 đồng mới chín một phao lớn hả? Cái này cái gì đó hả? còn bên đây là ốc ngà voi, mà ốc mà vợ con nó to. Bẩn gì? Bẩn mua đồ rồi. Không nghe. Rồi con. Con này là con. Con mấy con đó có tươi. Con có chết. Đem đi để xem coi. Thank you.
mua cá tươi. Hả? Chứ phải cá tươi vậy. Cá tươi thì được chi hả? Kho hả? Lèm cá này vậy giống như cá người hả? Cá người mà cá người nhỏ nè. Mua kho này. Cái này có sốt với kè hả? Còn đâu để qua bên này. Bên đây nhiều quá nhiều bao rồi. Không, nó bán 5 đồng mấy bao á. Một chỉ vậy. Chỉ gì là 5 đồng mấy. Bán gì vậy? Nhiếp hả? Thank you.
Gì? Bỏ xe lên luôn đi chứ. Thì bỏ lên đi. Thấy vậy chứ mà nhiều quá trời hả?